Cảm ơn quý vị đã chờ đợi và theo dõi bản tin Hoa Thịnh Đốn SBTN Washington DC. Bích Phượng xin kính mời quý vị tiếp tục theo dõi chương trình Tiếng Nói Cử Tri. Tổng thống Donald Trump thực hiện chính sách đã hứa do Jackie Bong thực hiện. Jackie Bong xin kính chào quý vị. Chúng ta bàn về Tổng thống Trump thực hiện chính sách đã hứa. Sau 18 tháng phân tích về thể thức bầu cử và nói lên tiếng nói của cử tri về đường lối và lập trường của các ứng cử viên tổng thống, nay Jackie Bong xin bàn về chính sách của tân Tổng thống Donald Trump đã hứa với cử tri trong lúc tranh cử sau khi ông làm chủ Tòa Bạch Ốc ngày 20 tháng Giêng 2017. Sáng hôm sau, ngày nhậm chức, Tổng thống Trump đi thăm Trung tâm Tình báo Hoa Kỳ CIA để làm dịu căng thẳng với họ và nói ông ủng hộ họ 100%. Tuy trước đó, ông đã kích và ngờ vực tính cách trung thực của cơ quan này. Nhân dịp đó, ông cũng cáo buộc truyền thông báo chí nói dối về số người tham dự lễ nhậm chức của ông ở Điện Capitol. Ông trách họ nói ít hơn số 725.000 ủng hộ viên ông tổng kết đã có mặt để cổ võ cho ông. Vì thế mà ngày đầu tiên họp báo tại Tòa Bạch Ốc, phát ngôn viên Sean Spicer tấn công giới truyền thông không đưa ra tin tức chính xác và buộc họ phải chịu lãnh trách nhiệm về sự việc sai trái này. Cũng trong ngày 21 tháng Giêng, một cuộc tuần hành nữ giới với ít nhất 500.000 người do phong trào phụ nữ đội mũ màu hồng tổ chức biểu tình tại thủ đô Hoa Thịnh Đốn. Hơn 635 cuộc xuống đường chống luận điệu khinh miệt phụ nữ, kỳ thị chủng tộc và bài trừ Hồi giáo của Tổng thống Trump đã thu hút cả 100.000 người xuống đường rầm rộ tại những thành phố khác của Mỹ như Chicago, New York, Los Angeles, Minnesota, Boston cho đến Seattle. Cuộc tuần hành cũng tràn ngập qua các quốc gia từ Âu Châu đến Á Châu như Pháp, Anh, Đức, Nhật, Phi Lục Tân, Úc và Tân Tây Lan. Những diễn giả gồm ca sĩ, nhạc sĩ và các nhà lãnh đạo danh tiếng mạnh mẽ cất tiếng nói phản đối những chính sách tiêu cực của chính quyền mới của Tổng thống Trump. Nay, Tổng thống Trump cũng cần trực diện với thực tế luật pháp có thể kéo dài lâu thời gian mới thay đổi được 200 sắc lệnh ông đã hứa hẹn trong lúc tranh cử mà ông mong muốn ký kết mau chóng để lật ngược những chương trình đã được Quốc hội thông qua như Obamacare hay những kế hoạch về mậu dịch thương mại như TPP và NAFTA hay liên hệ đối ngoại với Trung Quốc và Nga. Về mặt ngoại vận, Tổng thống Trump sắp gặp Thủ tướng Anh bà Theresa May vào ngày 7 tháng 2 để bàn về các vấn đề thương mại hậu Brexit và về an ninh châu Âu với NATO. Bà May tuyên bố không sợ, đề cập thẳng thắn đến các vấn đề hóc búa về quyền lợi phụ nữ với Tổng thống Trump. Hơn nữa, Tổng thống cũng mời Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu viếng thăm Hoa Kỳ trong tháng 2 và cam kết công nhận Jerusalem là thủ đô của Israel. Ngoài ra, Tổng thống Trump sẽ phải đương đầu với sự khiêu khích và gây áp lực của Trung Quốc về việc tiến hành tập trận quân sự ngoài biển khơi. Những chính sách quốc nội và quốc ngoại sẽ thử thách sự kiên trì và can trường của tân Tổng thống Trump trong những ngày tháng sắp tới. Jackie Bong xin kính chào quý vị.